Xin chào tất cả anh chị em trong group và em xin chào thầy Dương Trung Hiếu. Em tên là Vũ Thế Việt, năm nay em 35 tuổi, hiện em đang sinh sống tại Nam Định. Hiện tại bây giờ thì em cũng mới về nước, trước kia thì em có sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Em mới về nước được gần 2 tháng nay, vẫn chưa tìm được cái công việc gì phù hợp. Thì hôm nay em tham gia group cũng mong muốn là kiếm được một cái việc để làm và kiếm thêm thu nhập thụ động cho mình. Thì hôm nay em làm một đoạn video giới thiệu về mình để được thầy và các anh chị em xem xét cho em được tham gia và giúp đỡ dìu dắt em trên con đường làm MMO kiếm tiền. Thứ nhất là để cho bản thân mình có được một số tiền để chi tiêu hàng ngày và có thể thành công. Sau đó mình có được chút ít kinh nghiệm thì mình sẽ mang cái thành công của mình ra để chia sẻ với cộng đồng, để mang lại những cái giá trị cho cộng đồng. Vì em nghĩ rằng cuộc đời này thì cũng không mình thì sinh ra hai bàn tay trắng, chết đi cũng trắng hai bàn tay, cũng không mang theo được cái gì. Cho nên cái giá trị mà em nghĩ là nếu mà mình thành công, mình có thể chia sẻ, có thể mang cái kinh nghiệm của mình chia sẻ cho mọi người, và mọi người cũng thành công như mình. Đó mới là cái giá trị cốt lõi của cuộc sống và nó mang lại cái giá trị thiết thực nhất cho cộng đồng. Thì em rất mong được thầy cùng tất cả anh chị em dìu dắt em trên con đường làm MMO, và hy vọng là em có thể làm thành công để em có thể thực hiện những cái dự định của mình trong tương lai. Và cuối cùng em xin chúc thầy cùng tất cả anh chị em trong group có một sức khỏe và một năng lực sáng tạo để có thể cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng, để cho cộng đồng của mình ngày càng phát triển và đem lại những giá trị thiết thực nhất cho tất cả mọi người, để mọi người cũng được thành công như mình. Đến đây em xin hết và em xin cảm ơn ạ.